Dạ rồi, em xin phép chào hai cha con. Dạ. Hôm nay anh trai về đây báo tin vui cho anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải cũng như tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng, đúng không ạ? Dạ đúng rồi. Anh có thể giới thiệu lại là anh tên là gì? Em tên là Đỗ Văn Nam. Anh Nam là quê quán ở Đức Huệ, Long An. Dạ. Cách đây 2 ngày trước là anh có về đây cùng với một người cô. Dạ đúng. Trong một cái trạng thái rất là hoang mang và bất ổn. Dạ. Là cầu cứu anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải đi tìm con gái. Dạ. Và ngày hôm nay thì cái tâm trạng bất ổn đó của anh đã hết chưa? Cũng còn nhưng mà ít hơn mấy bữa. Vẫn còn hả? Bây giờ con gái về rồi còn gì nữa? Thì cũng sợ con mình nó về nhưng mà sợ người nghe lời người ta dụ nữa. Vẫn sợ. Dạ. Cái thời điểm mà con anh về đó thì cảm giác của anh như thế nào? Lúc đó là sao? Mừng lắm. Con về bất ngờ, không có điện thoại gì, ở nhà đi đi đây đi kia vậy đó tí. Là nó nhắn tin về là nói trong đêm đó là về tới nhà. Lúc đó anh có tin vào sự thật không? Em cũng không tin luôn, chỉ dễ ngầu đỡ cho con nó nhắn tin là đi rước nó ở đâu thôi, nhưng cũng chưa có cái liên lạc nữa, nữa rồi tự con bắt xe ở đâu rồi con về luôn rồi. À, về con lộ bộ về tới nhà luôn. Em còn nhớ rất rõ cái hình ảnh cái ngày hôm kia. Ừ. Anh cùng với một người cô về đây, đặc biệt là buổi trưa trời rất là nắng, mà Dạ. anh em mình phải ngồi dưới trời nắng để mình ghi hình, để đăng tin, để tìm con gái nhà mình cũng như là anh em lên đường. Và đặc biệt khi mà anh em nghe được cái câu chuyện rằng anh chia sẻ rằng là con gái nhà mình mới 13 tuổi mà lại lên một cái xe ô tô của người lạ, và chiếc ô tô đó lại chở tới một quán cà phê. Đúng không ạ? Thì anh em thật sự anh em rất hoang mang và lo lắng, là anh em xác định được cái phương hướng, cái chiều hướng của con nhà mình đi đâu và sẽ như thế nào. Nhưng mà rất may mắn rằng thì buổi tối hôm đó bé cũng đã về. Đó là cái điều mà bản thân anh là người cha là anh trông chờ nhất. Rồi sau đó thì tới anh em đội hiệp sĩ người Thanh Hải cũng như tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Vậy là một cái mọi chuyện sóng gió đã qua rồi anh ạ. Bây giờ cái niềm vui tới rồi. Bây giờ anh chia sẻ cái cảm giác thật sự anh ngồi ngay lúc này là anh thấy sao này? Thì bây giờ thì chỉ còn ba cha con thôi, nếu mà giờ ba cha con thì đùm bọc nhau sống, nhưng nếu mà con đi mất hết một người con đó là cũng đau buồn lắm. Sao mà Mà sống nổi được? Giờ là con về là cũng mừng, cũng cảm ơn bên đội hiệp sĩ với bên cộng đồng mạng đã chia sẻ, đăng lên những cái bài viết bên đội, cháu được về em cũng xin cảm ơn bên cộng đồng mạng nhiều lắm. Mình mừng ha, nhưng mà em nhìn thấy anh khuôn mặt đang còn bơ phờ lắm. Dạ. Vẫn chưa hết lo lắng ha. Dạ. Nhưng mà cái sóng gió qua rồi anh ạ. Bây giờ con về rồi thì mình cố gắng thôi, mình cố gắng để mà mình chăm con, cũng như là mình có thể rằng cái công việc của anh là công việc làm hồ. Dạ. Rất vất vả, nắng mưa và ít có thời gian để mà chăm sóc các con, đặc biệt hai con của anh. Theo em được biết thì bé lớn là 13 tuổi. Dạ. Và bé út là 11 tuổi. 11 tuổi. Hai bé đều không được đi học. Dạ. Đúng không ạ? Anh thấy buồn không? Thì cũng buồn lắm, con nghỉ học cũng còn nhỏ tuổi rồi, có đâu có làm công việc gì được đâu. Thì ở nhà chỉ phụ cơm nước này thôi chứ đâu có làm gì được. Bà xã là ly dị lâu chưa anh? Nay năm mấy rồi anh? Năm mấy? Dạ. Vậy là bản thân anh là gà trống nuôi con rồi. Dạ. Mình có tính đi bước nữa không? Không, đừng, em chắc để nuôi con cho nó lớn hết rồi, con có gia đình xong xuôi hết thì em mới tính đúng tiếp nữa, chứ giờ em cũng chưa có muốn nữa. Đúng rồi anh trai ạ. Bây giờ mà về thêm một người nữa về rồi, con anh, con em, con chúng ta nó mệt lắm. Dạ. Tội hai đứa con của anh. Rồi em xin phép được chuyện trò với con gái của anh nhé. Dạ. Hello con. Dạ, anh chào chú. Ừ. Con gái tên gì? Dạ, tên Kim Anh. Kim Anh tên đẹp dễ thương ha. Mặt cũng rất dễ thương ha. Rồi Kim Anh cho chú hỏi này. Dạ. Là cái hôm mà con ở nhà cô con. Dạ. Là con đi đâu? Con không biết nữa. Là con quen những người đó là qua đâu? Dạ, trên mạng. Con vào trang nào quen? Dạ, lướt rồi người ta nhắn tin vậy thôi. Người ta nhắn tin với con, người ta nói sao? Người ta hỏi công việc con này kia sao sao thì thôi. Rồi người ta đề xuất, người ta rủ con đi là một tháng 40 triệu đúng không? Dạ. 3 hay là 40 triệu? Dạ 4. 40 triệu lúc đó con nghe con thích không? Dạ cũng thích. Con biết xài tiền chưa? Dạ chưa. Chưa biết xài tiền. 40 triệu con thấy to nhiều không? Dạ nhiều. Nếu mà thật sự mà đi mà được công việc 40 triệu đó con sẽ làm gì? Dạ con cho ba. Về đưa cho ba.
để ba nuôi em. Dạ. Rất có hiếu. Nhưng mà con gái khờ quá con gái ơi. Ở đâu ra có cái trường hợp đó đâu. Rồi sau đó là người ta đưa ô tô tới hay là con đặt ô tô? Dạ người ta. Ô tô mấy chỗ đẹp không? Dạ cũng được chứ không có đẹp. Vậy là leo lên ô tô. Dạ. Xong người ta chở con đi đâu? Dạ con không biết nữa. Người ta có giao con cho bà nào không? Dạ có. Cái bà đó là bà lớn tuổi chưa? Dạ cũng mười mấy tuổi à. Ủa cái hai bà mấy gì á. Mà có mười mấy hả? Dạ hai mấy. Hai mấy hả? Dạ. Thế là gọi là cô thôi ha. Dạ. Là bà đó có phải là bà chủ quán cà phê không? Dạ phải. Rồi sau đó là sao? Có đưa con vào quán cà phê không? Dạ có. Rồi có nói gì với con? Nói con làm ở đây nhiều tiền lắm. Rồi sau đó là con về. Người ta tự thả con về đúng không? Dạ. Con có biết vì sao người ta thả con về không? Dạ không. Do các chú á. Khi các chú đăng tin lên cũng như là các chú lên đường đi tìm kiếm. Thì những cái người đó người ta xem được video này. Và người ta thả con về bởi vì người ta sợ dính vào pháp luật. Bởi vì con mới 13 tuổi mà. Dạ. Nên người ta mới thả con về á. Nếu cái trường hợp của con mà 18 tuổi thì con không có cơ hội để con quay trở về nhá. Dạ. Con sợ chưa? Dạ sợ. Sợ nhiều chưa? Dạ nhiều. Quay lại bên ba. Khoanh tay lại xin lỗi ba. Con xin lỗi ba. Nói sao với ba đi. Mốt con đi không, mốt con không đi nữa. Ở nhà với ba với em. Ôm lấy ba đó cho chú. Ôm lấy ba. Đúng không? Dạ. Nhớ nha, mai mốt không đi nữa nha. Dạ. Lần này đi là vì tuổi đời, thứ nhất là tuổi đời con còn quá nhỏ, mà cái thứ hai là con vì thương cha, thương ba đúng không? Dạ. Yeah. Thấy ba làm hồ vất vả đúng không? Dạ. Yeah. Nhà mình là ở ở Đức Huệ Long An, là nhà mình nhà to không con? Dạ yeah, cũng nhỏ. Nhà có tủ lạnh không? Dạ yeah, không. Ôi trời đất ơi. Năm nay năm 2024 mà ba không mua được cho cái tủ lạnh. Dạ yeah, có mà nhỏ. Nhỏ xíu hả? Dạ. Yeah. Có máy lạnh không con? Dạ yeah, không. Giờ mình ngủ bằng quạt hả? Dạ. Yeah. Nhà có bàn ghế đẹp, có tivi đẹp không? Nhà có tivi nhưng mà hư rồi. Ồ, giờ là hư rồi. Dạ. Rồi ba đi làm vậy, ba có hay mua thịt cho ăn không? Nhà có, mà lâu lâu ba có tiền ba mới mua. Ồ trời ơi, rớt nước mắt chưa cô chú anh chị? Vậy là lâu lâu là con với em mới được ăn thịt. Dạ. Còn toàn ăn, bình thường là ăn gì, ăn cá hả? Dạ. Hay ăn nước tương, ăn nước mắm? Dạ, ăn trứng hoặc là cá. Trứng là chắc là nhiều ha. Dạ. Chính vì cái điều đó mà con thấy ba vất vả. Nên mà con nghe lời người ta cái là con đi làm. Nhưng mà lỡ một lần thôi nhá. Dạ. Bởi vì con gái này, chú nói cho con gái nghe này. Con là con gái mà con tuổi nhỏ lắm. Mà bên ngoài nhiều cặp bẫy lắm. Nếu như lỡ cái lần vừa rồi á, cái ngày hôm kia mà con đi mà người ta bắt con, người ta đưa đi luôn mà không được về với cha rồi sao? Lúc đó còn sao? Con có sợ không? Dạ sợ. Mình có sợ là mình không được gặp ba, gặp em nữa không? Dạ sợ. Sợ đúng không? Dạ. Con có thích học nghề gì không? Dạ, thích học nail. Mà ba có tiền để cho con học không? Dạ, ba không có điều kiện. Trời ơi. Vậy là em của con là mới 11 tuổi là cũng nghỉ học rồi. Dạ. Ngày xưa là con học hết lớp mấy là con nghỉ? Dạ, lớp 4. Lúc đó là sao mà con nghỉ học? Dạ, ba không có điều kiện nên là con nghỉ. Mà con có lúc đó là con còn thích đi học không? Dạ, còn thích. Đúng không? Dạ. Con nhìn thấy các bạn cắp sách tới trường con có mê không? Con dạ, có. Con có ước là con được đi học không? Dạ, có. Nhưng mà tiếc rằng là ba đi làm, ba là không có điều kiện. Từ cái chuyện của ba và mẹ như vậy thì con đừng có buồn nhá. Dạ. Ba mẹ là không có duyên sống với nhau thì thôi con ạ. À. Thì mẹ có lâu lâu gọi điện về cho con không? Dạ không. Mẹ không gọi điện về hả? Dạ. Mẹ có gửi tiền về cho con không? Dạ không. Trời đất ơi, vậy là mẹ bỏ đi biệt tăm biệt tích luôn. Khổ quá khổ. Nếu bây giờ mà con được một cô chú anh chị nào đó trên cộng đồng mạng Mạnh Thường Quân mà giúp đỡ cho con đi học, con có đi không? Dạ có. Là con thích học nghề gì? Dạ làm nail. Làm nail, làm đẹp á ha? Dạ. Học cái đó thì hết nhiều tiền không con ha? Dạ con không biết nữa. Anh trai học cái đấy hết nhiều tiền không anh biết không? Em cũng không rành gì bên đó nữa anh. Nếu mà học là học ở khu vực Đức Huệ Long An chứ đúng không? Dạ thì học là anh mà ví dụ mà trường hợp mà như thế này, nếu mà cô chú anh chị nào nhà Mạnh Thường Quân nào mà xem được cái video này dạ. mà giúp bé
cho bé đi học thì mình cho bé học là ở khu vực Đức Huệ Long An thôi đúng không? Dạ. Khu vực gần nhà mình có cái tiệm nail nào không? Có anh. Có Đó không thì con? dạ Trong có. đó có. Vậy là con mơ ước là bây giờ là cấp sách tới trường là không thể được rồi. Dạ. Bây giờ có học thì học, chỉ học bổ túc văn hóa thôi. Mà bây giờ là con mơ ước là học là nail. Dạ. Con học muốn học nail để sau này làm gì? Nhờ con mở tiệm ra làm cho người ta. Mở tiệm làm để có tiền đến để phụ giúp ba cũng như là để nuôi em đúng không? Dạ. Chú thấy thì thấy con thật sự là thấy con gái rất là dễ thương, rất ngoan nhá. Thật sự theo bản thân chú thì thấy con rất ngoan và con tuổi đời còn rất nhỏ nhưng con có những cái suy nghĩ mà những người trưởng thành không suy nghĩ được như con. Chú hy vọng rằng cái hoàn cảnh của con sẽ nhận được sự giúp đỡ của các cô chú anh chị mạnh thường quân, đặc biệt là khu vực Đức Huệ Long An. Nếu mà có tiệm nail, tiệm làm nail nào mà khu vực gần đó mà giúp được bé, cho bé đào tạo, cho bé ăn học được miễn phí thì cái điều đó là cái điều rất là đáng quý để cho sau này bé có một cái tương lai, có một cái cơ hội để bé được làm một bà chủ nhỏ để kiếm tiền để phụ giúp gia đình. Hoặc là cô chú anh chị mạnh thường quân trong cũng như ngoài nước nếu mà thương hoàn cảnh của bé. Bởi vì thật ra là bé không phải như một số bạn trẻ, bạn nhỏ khác vì ham chơi mà bỏ học, mà đây là do cha không có tiền nên mà bé phải bỏ học, và đặc biệt đứa em bây giờ cũng nghỉ học luôn rồi cô chú anh chị. Nên rất mong rằng sự chung tay góp sức của tất cả cô chú anh chị có thể thương tình bé. Một người có thể bớt chút ra một hai ly cà phê, một suất ăn sáng giúp đỡ bé và tạo cho bé một cơ hội, một cái con đường ước mơ để sau này cuộc đời, cuộc sống của bé là không phải khổ như cha bây giờ. Thì bây giờ anh cung cấp số điện thoại của anh đi, để cho nếu mà cô chú anh chị mạnh thường quân nào có giúp thì giúp trực tiếp với anh luôn, khỏi phải thông qua anh em. Mà mình có số tài khoản không? Dạ không. Không hả? Dạ. Không có tài khoản ngân hàng luôn? Dạ không. Ôi trời đất ơi. Thôi bây giờ cứ trực tiếp là lấy số của anh đi. Dạ. Ờ, số điện thoại của em là 0964 09 273 796. 0964 Dạ. 273 Dạ. 796. Dạ. Anh là tên là Em tên Đỗ Văn Nam. Đỗ Văn Nam. Dạ thưa cô chú anh chị, thì vừa rồi là số điện thoại của anh Nam là ba của bé. Thì nếu cô chú anh chị muốn giúp đỡ bé thì cứ liên hệ trực tiếp với anh Nam, hỏi thông qua anh em gì hết á. Giúp cho bé một số tiền nào đó để bé có một cái cơ hội, bé được có một cái tương lai tốt đẹp hơn. Và đặc biệt là cái khu vực mà Đức Huệ Long An, nếu có tiệm nail nào mà ở Đức Huệ Long An á, muốn giúp bé, cho bé được học miễn phí thì điều đó là điều càng đáng tốt. Rồi con gái bây giờ như này, chú tin là sẽ có cô chú anh chị giúp đỡ con Dạ. nhá. Dạ. Nhưng mà con tuyệt đối con không tin bất kể ai, đặc biệt là trên mạng xã hội, Dạ. không tin một ai hết, kể cả bạn bè không tin, rủ dê đi đâu đó không tin, Dạ. nhớ không? Dạ nhớ. Bây giờ hiện tại bây giờ con cứ đi về đi, con Dạ. về con ở nhà con chăm em, con làm được cái gì con làm, Dạ. sử dụng điện thoại, con đang chơi những cái trang mạng gì tốt tốt hả? Dạ. Facebook, Zalo. Dạ con chơi Messenger với Facebook rồi. Xóa hết cái đó cho chú, Dạ. được không? Dạ Không chơi nữa, chừng nào 18 tuổi chơi. Giờ về cứ lo làm thì chú tin rằng là sẽ có cô chú anh chị giúp đỡ con ấy nhá. Dạ. Khi mà được cô chú anh chị giúp đỡ rồi thì cố gắng học hành cho thật tốt. Bây Dạ. giờ mình cứ chăm em, mình nghe lời cha mẹ là được rồi, nghe lời ba là được rồi. Dạ. Để ba ba dù ba dù ba có cực khổ như thế nào, ba vẫn cố gắng ba làm để ba kiếm tiền về lo cho hai đứa nhá. Dạ. Con rất ngoan đấy nhá. Dạ. Rồi thì mọi chuyện sóng gió đã qua rồi. Dạ. Thì bây giờ thì con về rồi thì anh cố gắng nha. Dạ. Mình làm thì làm nhưng mình phải có thời gian để mình chăm sóc cho các con nữa. Dạ. Hai bé nhỏ. Dạ. Còn được cô chú anh chị nào giúp thì mình mừng nha. Dạ. Rồi thì hôm nay hai cha con về đây là báo tin vui cho anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cũng như là tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Thì cái điều đó là anh em rất là vui, rất là mừng. Dạ. Mừng cho gia đình. May mà bé là chưa có xảy ra một cái chuyện gì hết. Dạ. Cái điều đó là cái điều mà anh em rất là mong đợi. Thì thôi thì em không biết nói gì hơn, thì chúc cho ba cha con thật nhiều sức khỏe. Dạ. Và đặc biệt chúc cho bé sẽ nhận được cái sự yêu thương của tất cả cô chú anh chị để giúp đỡ bé. Dạ. Hai cha con về là về hôm nay là bé thích ăn gì thì mình mua cho bé ăn đi. Bé Dạ. chia sẻ thấy tội quá. Dạ. Lâu lâu mới được ăn thịt nghe thấy tội. Con nhà người ta thì người ta mua thịt mua ấy về ép nó còn không chịu ăn, còn con nhà mình thích ăn mà lại không có. Cái điều đó là thật sự rất buồn. Còn cố gắng thì
Thôi nghèo thì đã nghèo rồi anh ạ. Dạ. Nhá, con thích ăn cái gì mua cho nó ăn đi. Em nói thật, nghèo thì đã nghèo rồi, bây giờ mình nghèo mình đâu sợ khổ nữa đâu. Mình nghèo không sợ khổ nữa. Làm hồ mùa này thì hơi nắng. Dạ. Việc chắc là vẫn đều anh ha. Dạ thì cũng làm thì cũng đều, mệt mỏi quá thì cũng có thời, cũng thời gian ngưng nghỉ vậy đó. Nhưng mà sợ là sợ mùa mưa thôi. Dạ. Mùa mưa là thua. Mùa mưa là bấp bênh. Dạ. May là nhà mình là cũng có cái nhà để ở rồi. Dạ. Còn nhiều người người ta còn ở trọ kìa. Thôi mời cây mời hoa mời nhà mời cảnh, cố gắng là được. Dạ. Dạ thưa cô chú anh chị, thì thật sự đây là một câu chuyện rất kết lòng khi mà anh em mà nhận được cái tin là bé về rồi, anh em thật sự anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải hết sức là mừng luôn cô chú anh chị. Và khi ngồi đây được chuyện trò, được biết được cái câu chuyện của bé, cái gia đình hoàn cảnh như vậy thì thật sự anh em lại rất đau lòng. Nên rất mong được sự chung tay góp sức của tất cả cô chú anh chị trên mọi miền Tổ quốc, trong cũng như ngoài nước, có thể là bớt chút một ly cà phê, một suất ăn sáng để giúp đỡ cho bé có một cái tương lai tốt đẹp. Thì em không biết nói gì hơn, thì em thay mặt đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, thay mặt anh trai cũng như là thay mặt bé, gửi lời cảm ơn sâu sắc tới tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng đã luôn luôn quan tâm cũng như là chung tay góp sức với đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để giúp đời giúp người nhiều hơn. Em xin phép xin chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng, hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo. Thì hôm nay anh và con về đây, nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải là đầu tiên là giúp đỡ và sau đó thì báo tin vui. Thì hôm nay anh và con gái có đồng ý cho tất cả các anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để báo tin vui cho tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng không? Dạ em đồng ý. Con gái đồng ý không nè? Dạ đồng ý. Rồi chú chúc con thật nhiều sức khỏe và chú tin rằng là con sẽ có một cái tương lai tốt đẹp nhé con gái nhá. Dạ. Rồi chào anh trai, chào con gái. Dạ.